Dù các lực lượng chức năng đã tổ chức trăng dây, ra tín hiệu dừng xe từ xa, nhưng nhiều thanh thiếu niên vẫn bất chấp, manh động lao thẳng vào tổ công tác, va chạm với nhiều phương tiện của người dân. Thậm chí đối tượng này còn ngang nhiên đâm thẳng xe vào rào chắn của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nhiều phương án vây bắt đã được triển khai, đảm bảo không có bất kỳ đối tượng nào lọt lưới. Thì bọn cháu thấy đoàn đi lên thì bọn cháu kéo theo cùng đi cuối đoàn đi cùng vui thôi, xong rồi đi sẽ bị 108 bị bắt thôi. Đi chắc cũng phải khoảng 60 km/h rồi. Đi còn lượn nhẹ nhẹ thôi chứ không kiểu đánh võng ghê mà. Qua phân loại cho thấy những trường hợp tham gia đua xe đều rất trẻ, có độ tuổi sinh từ năm 2001 đến 2007, đang là học sinh lớp 9 đến lớp 12. Trong thời điểm thành phố Hà Nội tạm thời học online để phòng dịch, các đối tượng này thường xuyên lên mạng, lập nhóm kín để tụ tập, rủ rê đua xe trái phép. Hiện tượng thanh thiếu niên tập trung lạng lách, đánh võng trên đường nhiều ngày qua gây bức xúc trong xã hội. Một số trường hợp đã manh động gây ra nhiều vụ tai nạn cho người dân rồi bỏ chạy. Thì lúc đấy bọn cháu cũng có ham vui ấy ạ. Thì bọn cháu có đi theo lên một đoạn. Lúc đi nhanh đánh võng như thế thì cháu thấy nguy hiểm cho người đi đường, dễ bị liên lụy cho người đi đường. Ngay trong đêm 21 và rạng sáng ngày 22 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho hơn 40 trường hợp bị bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ gần 30 phương tiện và làm thủ tục bàn giao các đối tượng đua xe trái phép cho Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.